phó tổng thống kiêm thủ tướng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời là người trị vì Dubai Sheikh Maktoum, đã ban hành một khuôn khổ pháp lý mới về tiền mã hóa ở tiểu vương quốc Dubai, nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư và thiết kế các tiêu chuẩn quốc tế được đảm bảo tối ưu để quản trị ngành. Động thái đến chỉ sau một tháng cơ quan chứng khoán và tài sản UAE hoàn tất những bước cuối cùng để dọn đường pháp lý chào đón các công ty crypto. Ngoài ra, vị lãnh đạo này còn tuyên bố, cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai mới thành lập là VARA sẽ có quyền thực thi các khu vực tự do phát triển đặc biệt của UAE ngoại trừ Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai. Theo Sheikh Maktoum, luật tiền mã hóa yêu cầu cư dân Dubai đăng ký với VARA trước khi tham gia vào hoạt động liên quan đến crypto. Các doanh nghiệp kinh doanh tài sản ảo cũng phải tự thiết lập sự hiện diện tại Dubai. Các hoạt động này bao gồm vận hành giao dịch tiền mã hóa, mua bán và các dịch vụ khác trong việc cung cấp dịch vụ token. Thông báo không nêu rõ coi nào sẽ tuân theo luật, nhưng chi tiết được nêu rõ là VARA sẽ chịu trách nhiệm phân loại, chỉ định các loại tài sản ảo ngoài việc thiết lập các quy tắc và kiểm soát. Bất kỳ ai bị phát hiện vi phạm luật mới đều có thể phải đối mặt với tiền phạt hoặc bị đình chỉ và hủy bỏ giấy cấp phép kinh doanh. Ban giám đốc của Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai sẽ xác định hướng xử lý khi vi phạm xảy ra. Song bước đi mới nhất của UAE đã trở thành một động lực pháp lý mạnh mẽ khác tiếp sức cho đà phục hồi của Bitcoin hiện tại. Bởi vì cũng trong ngày 9 tháng 3, mệnh lệnh hành pháp của Tổng thống Biden ủng hộ tiền mã hóa đã được đưa ra. Nguyên nhân này giúp cho giá Bitcoin tăng mạnh trong 24 giờ qua. Điều đáng mừng là quyết định này từ Tổng thống Biden ngay lập tức nhận được nhiều luồng ý kiến đồng tình không chỉ từ nội bộ giới chính quyền Hoa Kỳ mà còn cả những người có tầm ảnh hưởng trong ngành crypto. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nhận xét lệnh hành pháp có thể mang lại lợi ích đáng kể cho quốc gia, người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nỗ lực hỗ trợ đổi mới đồng thời giải quyết rủi ro trên thị trường. Bên cạnh đó, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, người thường có thái độ đối lập với Bitcoin, cũng cho biết Biden đã đúng về phát hiện ra những rủi ro của tiền mã hóa. Tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi quan điểm trái chiều. Bất ngờ hơn, ý kiến này lại đến từ Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis, người vốn dĩ luôn có những tuyên bố ủng hộ Bitcoin trong suốt một năm qua.